Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc, đã tiến hành phiên họp và bỏ phiếu phê chuẩn một số chức danh quan trọng, trong đó ông Vương Nghị được bầu giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và ông Phan Công Thắng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Theo quyết định được thông qua tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, ông Tần Cương đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi ông Dịch Cương thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký xác lệnh ban hành quyết định này. Phiên họp trên do ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khóa 14 chủ trì và 169 thành viên của cơ quan này đã tham dự và bỏ phiếu thông qua các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên. 任命潘功胜